theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn trong giải đấu PUBG Esports. Buram bất lợi hơn về người nhưng họ có lợi về mặt súng ống. Noara làm đôi cầu Rosa, Leo và CC phải nằm xuống pha tiền đấu vừa rồi. Bảo Dế thì sao? Bảo Dế chỉ có trên tay một khẩu Scalar thôi. So với một khẩu Rosa thì tuổi gì ở đây? Tuổi gì mà đòi ăn mì Buram? Vâng. Cái thế mạnh mặt súng ống của Noara, anh ta làm luôn 4 kill. Chính xác sẽ là chủ động hơn cho các thành viên BBT Meta. Người mình bắt đầu có flash cùng với là cả nên được dã vào rồi. Ba thành viên BBT LG Divide làm sao để có thể defend được đây khi mà tiếp theo là nên Ryzen đã có cắt được khúc được này, sẽ là tình huống đấu giáp là cả khi Levit vừa rồi đã nằm xuống mình wake cut rồi. LG Divide có thể làm được một tay cũng giờ này cần Nicky, nhưng bây giờ là vị trí của Slylen. Ôi chàng này bắn quá hay, đến từ những tình huống mà móc sau đến các thành viên BBT LG Divide. LG Divide bị bắn vào bởi cả ba góc của Detonation Gaming Y, Zenith và đây đang là cả Meta Gaming nữa, thì LG Divide sẽ dừng lại trong trận thi đấu này. Tôi nghĩ chắc chắn là như vậy rồi khi Nicky ở đây chỉ cố gắng trốn nốt trong quả smoke này nữa thôi. Và bây giờ thì vòng bo chúng ta ui đi ấy, có vòng bo quá đẹp của LG Divide. Câu chuyện đã kết thúc trong ngày hôm nay với vị trí top thứ 14/16 để Detonation Gaming One. Vâng, cái combat trước đó đã thu hút rất nhiều ánh nhìn đến các team khác, nhưng bây giờ thì Division Gaming họ không muốn chờ đợi nữa, họ sẽ chủ động ở trong những cái tình huống tiếp theo khi Fergus và cả người đồng đội mình có những đẩy ra rồi. Chiếc mặt đầu đội có thể về BBT One, NBK lấy được mạng Starlord rồi. Và bây giờ thì Division Gaming họ sẽ tự mở cho mình một khoảng trống di chuyển sâu ở khu set zone, nhưng trước đó T1 họ cũng hạ gục được thêm cả các thành viên BBT Team Ends và họ phải dừng lại vì top 13 trong game thi đấu này. Cố gắng confirm vị trí của kèo. Under của Indigo bây giờ ló mặt lên đầu đường là đầy chết, họ sẽ dã vào như da gạo thôi. Trước mặt là vị trí của Simboy và bây giờ thì Indigo ấy thêm cả cái tên Under nằm xuống bởi Simboy và Bro. DG, DG bị knock out Fergus, knock out MBK và nhìn đi góc của DG nó quá chơi với. Những tình huống mà thi nhau nhà cùng với cái team Thiên Bà, nhìn thấy chân, nhìn thấy chân của Long Ca rồi, nhưng Long Ca vẫn có hai quả nết nha. Long lựu đạn làm gì được. Và bây giờ thì các thành viên team đây chết liên tục bị mất người. Flash cùng với Norin là người bị knock out vào thi đấu vừa rồi, ở đây có mớt bắn ngang qua nữa. Melofo vừa rồi có mình cái mạng của Flash và quả nết trả lên. Long lựu đạn đây rồi và vị trí lui đây tôi nghĩ là sẽ ui, nhưng mà quả nết thứ hai trời ơi, hơi thiếu một chút lực đến từ vị trí của Long Ca. Và Long Ca nghĩ là đối phương đã sang được lề bên kia đường rồi. Bây giờ thì Luren này tanh lên Long Ca ở trong một thế mà anh ta có thể nhá được. Long Ca nhá một là một, như vậy là Luren này phải nằm xuống vào thi đấu vừa rồi. 14/100 máu, có top 8 hay không đây? Và như vậy cái mạng của Luren này lại thuộc về vị trí của Smart với team DA. Buram họ muốn vòng ngược lại và bây giờ chơi luôn đến từ cái team Buram rồi, và đó là tình huống bắn tốt đến Konasi. Cột Marco sấy lỗi và anh ta đã phải trả giá vào thi đấu vừa rồi. Rất may là Michaelis được cứu nha. Và bây giờ thì SD, và như vậy là các player phía của team Buram chơi shotgun chứ không phải là DA. Một tình huống đẩy ra ngoài, ở đằng sau thì có thêm cả Thiên Ba nhòm ngó vào đây nữa. Và như vậy Buram mất tới hai player Noara cùng với vị trí của Konasi và thi đấu vừa rồi. God Meow cùng SD là hai player còn lại. Thế là như vậy là pha này Brew với cả các thành viên phía team DA và Thiên Ba vẫn sống có chết. Thể gọi là có quay với nhau một khoảng thời gian lâu lâu được đấy. Vâng, và bây giờ thì đang muốn kỳ xin xác hơn đó là cái tên DA vừa rồi họ mất đi một người, và đây là mạng thuộc về vị trí của Mèo. Vurian vẫn đang cố gắng co quay với cái tên bên DA ở đây, và vị trí của SD là player cuối cùng ở trong đội hình của Vurian, nhưng làm sao SD có thể thoát ra được đây khi Zenith vừa rồi cũng đã phải chia tay chúng ta vì top 6 trong game thi đấu này. Vâng, rất chì chạc cái từ DA, nhưng bây giờ thì quả nết đến từ vị trí của SD khiến mất một lần nữa bị knock out. Tiếp tục có nết đến từ vị trí của Minh Di, thậm chí là Minh Di cầm tới hai quả nết nhá. Nó chỉ cần một viên đến trúng người vị trí của Minh Di thôi là Minh Di sẽ héo. Ui, ôi, bắn khá tốt và rồi vị trí của Smart là người phải nằm. Minh Di đang chờ, Minh Di sấy, và như vậy là God Meow nằm xuống. SD, bây giờ SD ra, SD đặt tâm như thế nào đây? Nào bây giờ SD cùng với Minh Di, người lợi thế hơn là vị trí của Minh Di, và rõ ràng là ở đây phần thắng liên tục về vị trí của SD. Vâng, rất nhanh chóng, một tình huống bắn cảm giác cực kỳ hay đến từ vị trí của SD. Bắt đầu có quả nết được trả ra đến từ vị trí của Sato. Melofom đã phải nằm xuống, bây giờ thì Sato cũng đã phải nằm xuống, nhưng thì muốn đổi mạng đến từ cả hai team. Quả ném nết như ném gạch vào đầu đối phương làm sao mà đỡ được. Và bây giờ thì có thể là vòng bo này Eddie, Eddie từ Buram. Tôi là bạn thân của Eddie luôn. Ôi trời ơi, Eddie, Eddie, Eddie number one, Eddie number one. Và bây giờ thì Japan number 2 đẩy lên từ vị trí của Amonut, hay cùng cổ vũ những người hàng xóm láng giềng đến từ Thái Lan của chúng ta nào. Chỉ còn lại duy nhất vị trí của Amonut mà thôi.
đang cố gắng bò lên để che từ vị trí của CVR. Không được rồi, Detonation Gaming họ hủy diệt hoàn toàn các team Enterforce. Đây là chấm hết rồi đấy, chấm hết cuộc tình luôn. Vị trí của Gokuri đang di chuyển xe kìa. Là như vậy, cái lưng của SD sẽ được phơi ra để cho các player về team Detonation Gaming Wise nã vào. Top 2 cho Blue cũng khá ổn. Vâng. Và kết thúc cái ngày đầu tiên của Bottom 16 đấy thì chúng ta có thể thấy được rằng Việt Nam có cái tên DG đang nằm trên nửa trên, còn LGD Vi nằm ở nửa dưới. Như vậy thì cái vị trí của hai đội tuyển này được hoán đổi. Giống như ở tuần 1 thì là cuộc chơi của LGD Vi, tuần 2 là cuộc chơi của DG.